là một cái điều rất là ý nghĩa mà tôi khi tôi quay trở lại ngôi nhà mà tôi đã từng coi như là lớn lên và trưởng thành. Đây cũng vừa cũng là cái niềm vinh dự, cũng như đây cũng là một cái áp lực đối với tôi. Tôi trở về mái nhà thì tôi nghĩ là tất cả mọi người rất là ủng hộ, từ những ban lãnh đạo, ban giám đốc cũng như là cầu thủ. Trở thành tân huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Viettel, với huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, cảm giác đó chẳng khác nào như trở về nhà. Cho dù đội 1 đang trong quãng nghỉ ngơi sau V-League năm 2019, thì huấn luyện viên sinh năm 1975 vẫn sớm bắt tay với những công việc mới tại trung tâm thể thao Viettel. Cái tên này công thực sự đấy là làm cái nơi gần như là gây dựng tên tuổi cho tôi để trở trong làng bóng đá Việt Nam, cũng như là khi bây giờ tôi trở thành huấn luyện viên, đây là một cái điều rất là ý nghĩa và cực kỳ quan trọng đối với cuộc sống của tôi. Trong cái thời gian mà đội V-League tạm ngừng nghỉ sau cái mùa giải vừa qua thì đây tôi có cái trách nhiệm cũng như nhiệm vụ là cũng như là hỗ trợ cho các tuyến trẻ, giúp đỡ cũng như là cái cố vấn cho ban luyện của đội hạng 3 để làm sao cái thi đấu có cái kết quả tốt nhất trong cái giải hạng 3 sắp tới. Tôi đã từng lớn lên và trưởng thành ở đây thì nói chung là khi mà cái thời kỳ trước thì chúng tôi cũng đã quen rồi, nhưng bây giờ khi bóng đá nó đã thay đổi, đã chuyên nghiệp rồi thì khi quay trở đây thì thật sự tôi cũng rất là bỡ ngỡ, và dần dần tôi nghĩ tôi cũng sẽ thích nghi được với cái công việc. Từng là một nhân tố quan trọng trong màu áo thể công vô địch quốc gia năm 1998 và đoạt siêu cúp quốc gia năm 1999, lối chơi mang bản sắc cờ lốc đỏ luôn in đậm trong tâm trí của Trương Việt Hoàng. Thế nên, khi nhận lời dẫn dắt cho Viettel, trong đầu vị thuyền trưởng này đã sớm định hình lối chơi cho đội bóng. Mỗi lần nhắc đến thể công đấy là quan trọng nhất là cái lối chơi phải có bản sắc. Cái thứ hai là chơi phải có cái tính cống hiến. Và cái thứ ba là phải thể hiện được cái tinh thần của người lính ở trong một trận đấu bóng đá. Chúng tôi chơi là phải có như là phải mạnh mẽ, phải nhanh, và phải có như là quyết liệt, và không để cho có như là đối phương để biết được đường nào để mà chống đỡ. Người hâm mộ rất là kỳ vọng đội Viettel sẽ làm một cái cơn lốc đỏ sắp tới của thể công trước đây. Mùa giải vừa qua, các hậu vệ thể công đã về đích ở vị trí thứ 6. Thế nên, khi đảm nhiệm cương vị mới, áp lực dành cho huấn luyện viên sinh năm 1975 là không hề nhỏ. Nhưng đó cũng là động lực để anh chứng tỏ khả năng của mình. Quan trọng nhất là cái tinh thần đoàn kết. Và cái hai là cái tinh thần thi đấu. Và đặc biệt đây là việc theo là cái tinh thần của người lính. Không được để thua kém đội bóng nào khác. Chúng ta có thể yếu hơn các đội khác, kém hơn đội khác về cái kinh nghiệm trong mạc cũng như là cái chuyên môn, nhưng mà riêng cái tinh thần, đây là chúng ta, các bạn phải biết là đây là chúng ta đang người lính, và các bạn biết phát huy cái tinh thần đấy tốt. Đã có tinh thần tốt rồi thì bắt đầu tiếp tục là cái phải đoàn kết, nỗ lực, độ gắn kết của các bạn ấy chưa được có một cái được nhuần nhuyễn là tốt. Nhưng tôi hy vọng là trong cái chuẩn bị trong mùa giải sắp tới, quan trọng nhất là các bạn phải thống nhuần được cái ý tưởng cũng như cái định hình cái lối chơi xuyên suốt của ban giám đốc cũng như của ban luyện chúng tôi đề ra. Năm mùa giải dẫn dắt Hải Phòng, những kinh nghiệm, sự hiểu biết về sân chơi V-League giúp tên tuổi một thời của bóng đá thể công này rất tự tin. Với những điều kiện tốt nhất tại trung tâm thể thao Viettel hiện tại, huấn luyện viên họ Trương tự tin sẽ tìm thấy thành công. Anh cũng có những hình mẫu thành công của riêng mình. Cái kinh nghiệm mà để tôi làm bóng đá chuyên nghiệp này, nói là dài nhưng mà cũng chưa dài, nhưng mà tôi cũng đã từng hiểu trong năm mùa giải dẫn dắt Hải Phòng, tôi đã từng hiểu bóng đá Việt Nam như thế nào. Và trong cái mùa giải mà đội Viettel mà đã chơi ở cái mùa giải đầu tiên ở V-League này thì tôi nghĩ là các cháu cũng như các em đấy là có cái khả năng chuyên môn rất là tốt. Quan trọng nhất đây là cái mùa giải đầu tiên thì các em vẫn còn rất bỡ ngỡ, vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng mà tôi hy vọng là
là qua cái mùa giải đầu tiên và bước sang cái mùa giải thứ hai là các em đã có đầy đủ cái kinh nghiệm để chơi. Và tôi nghĩ đội Việt Theo cái mùa giải sắp tới cũng đây làm đội bóng tất cả các đội bóng khác cũng phải nể trọng. Bóng đá thế giới họ cũng thay đổi rất nhiều, những cái huấn luyện viên mà tôi thích thì bây giờ dần dần họ cũng coi như là cũng có những cái mùa giải là không được tốt lắm. Và đặc biệt là cái phong cách mà tôi rất rất là coi như là ngưỡng mộ, đây là phong cách của Mourinho. Khi chúng ta đã không để thủng lưới thì chúng ta sẽ tìm những cái sơ hở của đối phương để chúng ta giành chiến thắng. Thể công là nơi đã làm nên tên tuổi của Trương Việt Hoàng, và giờ đây tiền vệ xuất sắc một thời này trở lại với mong muốn tạo dựng thành công cùng các hậu duệ thể công, góp phần gửi lại hình ảnh đội bóng áo lính hào hùng trong lịch sử. Tôi cũng rất kỳ vọng là khi các bạn thi đấu ở cái mùa giải tới cũng như là xuyên suốt trong những mùa giải tiếp theo, các bạn phải thể hiện được đúng chất là cái đội bóng thể công và quay trở lại với cái tên mà người hâm mộ rất kỳ vọng, đấy là Cơ Lốc Đỏ.